Các đề cử của hạng mục diễn viên nam ấn tượng đều là những gương mặt nổi bật xuất hiện trong nhiều phim truyền hình của VTV trong năm vừa qua. Trong số các nam diễn viên có tên ở đề cử hạng mục diễn viên nam ấn tượng VTV Awards 2022, ngoài những gương mặt quen thuộc đã từng có mặt trong danh sách đề cử các năm trước như Thanh Sơn, Việt Anh, Doãn Quốc Đam, Nhan Phúc Vinh, Bảo Anh, Hà Việt Dũng, đã xuất hiện những gương mặt mới như Tuấn Tú, Duy Hưng, Đình Tú, Trọng Lân. Cảm xúc của Hưng là rất là vui, rất là hạnh phúc và rất là bất ngờ khi mà mình có tên trong đề cử năm nay. Nó cũng là một cái suy nghĩ rất là táo bạo. Mình thực sự muốn thay đổi bản thân mình, muốn gửi đến khán giả những cái nó mới lạ hơn, nó mang tính chất hài hước hơn, gửi đến khán giả nhiều tiếng cười hơn. Một cái niềm vinh dự và hạnh phúc khi mà bộ phim Lối về miền Hoa và cái vai diễn Lợi Đầu Bò của mình được khán giả đón nhận như vậy. Thì với cả một nghệ sĩ trẻ như em thì em luôn mong muốn là cố gắng hơn nữa trong nghề. Đối với Trọng Lân thì mỗi vai diễn đều mang lại cho mình những kinh nghiệm rồi những cái giá trị riêng. Mỗi một vai diễn thì mình cần phải tìm tòi đào sâu vào tính cách của nhân vật ở trong kịch bản cũng như là ở cá nhân mình ở trong cuộc sống, thì mình phải tìm những cái chi tiết rồi tìm những cái mới lạ ở trong diễn xuất nữa. Thực sự là khi mà mình thấy là mình được lọt vào trong cái 10 diễn viên nam xuất sắc nhất thì của VTV Award thì đây là một cái điều mà Tú cảm thấy rất là hạnh phúc. Tú nghĩ là khán giả bây giờ khi xem ấy thì họ đã có cái cảm nhận tốt hơn về phim, bởi vì đây là một cái vai diễn mà Tú cũng rất là kỳ vọng khi mà Tú đã cố gắng biến đổi mình hoàn toàn 100% để vào vai diễn Duy Anh. Và sau khi bộ phim này kết thúc thì Tú cũng thấy rằng mình đã làm được cái điều gì đó, đã ghi được một cái dấu ấn gì đó của bản thân mình vào vai diễn Duy Anh này. Cảm giác phấn chấn và cảm nhận được Dũng là có một cái phần thưởng cho sự nỗ lực của mình. Tuy không biết là mình có giải hay không nhưng mà được đề cử là một cái điểm hãnh diện đối với bản thân Dũng. Cũng đã thay đổi về bản thân rất là nhiều, từ hình tượng cho đến cách diễn xuất. Và hơn nữa là Dũng cũng đã trau dồi được rất là nhiều những kiến thức sâu hơn nữa trong ngành. Tuy là bộ phim cũng khá là vất vả nhưng mà thành quả đạt được thì nó cũng rất là xứng đáng khi mà được khán giả đón nhận. Như Mặt Nạ Gương này, rồi cho đến bây giờ là phim Gà Rạ Hạnh Phúc, thì qua hai bộ phim đấy và hai bộ phim đấy đều là hai cái màu sắc của hai vai diễn khác nhau. Ngay cả cái vai cảnh sát hình sự trong Mặt Nạ Gương thì cũng là một cái gì đó rất là khác lạ, bởi vì cái vai đấy lại có tình yêu và khiến cho cái vai cảnh sát hình sự nó đời hơn. Mỗi người có một thế mạnh riêng cùng với cơ hội để tỏa sáng qua các vai diễn từng bộ phim. Điều này khiến cuộc đua của hạng mục diễn viên nam ấn tượng hứa hẹn sẽ mang tới những ẩn số thú vị, khó đoán định của mùa giải VTV Awards 2022. Và cũng mong là qua hai vai diễn này thì khán giả đón nhận và luôn ủng hộ Bảo Anh trên con đường diễn xuất. Trọng Lân rất là hy vọng rằng vai diễn lần này sẽ mang lại thật nhiều cảm xúc, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui đến cho quý vị khán giả theo dõi bộ phim Thông Gia Ngõ Hẹp. Rất là vui và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ Trọng Lân trong quãng thời gian mà Lân làm nghệ thuật. Quan trọng nhất là tình cảm của khán giả, nó là niềm động lực lớn nhất. Những cái lời khen, lời chê của khán giả đều là những cái để cho mình lớn lên, đều là những cái để mình rút kinh nghiệm cho những bài diễn lần sau. Bản thân Dũng được yêu ái, được đề cử, đấy là một cái niềm vinh dự, cũng gắn liền với cái trọng trách về sau này khi mà Dũng tiếp tục làm nghề thì Dũng cũng phải giữ cho mình một cái phong độ nào đấy ổn định, và thậm chí mình cũng phải muốn tiến xa hơn nữa, là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.